đi tìm vali của mình đi. Đúng á, chạy tới xem có phải không. Let's go. Đây là đâu con? Singapore. Thôi, rảnh rỗi mới làm được mấy việc vậy nha. Lúc nào mà bận rộn á mà bắt đẩy như vậy chết á. Nơi con còn nhỏ. Đây rồi, đây là món cơm gà thần thánh đây rồi. Dạ ăn ơi. Chà. Ngon ơi. 2 năm rồi mới được ăn món cơm gà này lại đó. Ngon không con? Trợ lý kỳ ghê á. Wow. Wow. Xịn thế nhở. Wow.